Đường Phụ Lân đến từ chính sử lại các học viện, không nghi ngờ chút nào là 15 tuổi độ tuổi này ở bên trong có thực lực mạnh nhất học viện. Hơn nữa, từ lúc trước đối mặt với thời điểm, liền có thể nhìn ra được, huyết mạch của hắn lực lượng thậm chí có thể đối với Long Dực sản sinh ra nhất định áp chế. Ở tình huống như vậy, nếu để cho hắn tương lai trưởng thành, không nghi ngờ chút nào sẽ là to lớn uy hiếp, thậm chí có thể như trước là kỳ tử, áp chế toàn bộ tinh la hồn sư giới. Người như vậy thật sự muốn cho hắn tồn tại hay sao? Vì nã đó ân tử do xứ, hắn chú quy không có ra tay đi ngăn cản. Vì nã đó Long Dược ra một cước này, liền chân thực đạp về ở phía Đường Vũ Lân trên người. Tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ tinh la sân thể dục. Chờ chiến khu ở bên trong, sửa lên các học viện mọi người hầu như là trước tiên tất cả đều xông ra bên ngoài. Ngay cả Đới Vân Nhi cũng không nhịn được che chính mình miệng nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Long người điên, đây chính là Long người điên. Một cưng dẫm xuống, khán giả nhìn thấy chính là máu tươi tung tóe. Như vậy chậm chậm một cước, coi như là tình cường e rằng cũng phải dẫm biến hình. Long người điên giống như còn không có vừa lòng, chân phải tiếp theo lần thứ hai nhấc lên, sau đó lại một lần mạnh mẽ tâm tích, lần thứ hai cũng về Đường Phụ Lân trên người dẫm đi. Đang lúc này, một bóng người ở trong nháy mắt này nhẫm phía thi đấu. Khi mà hắn vọt tới hồn đạo vòng bảo vệ ở trước mặt thời điểm này, chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ lóe lên, hồn đạo vòng bảo vệ lại bị mạnh mẽ phá tan một lỗ hổng. Ngay khi Long Dược chân phải sắp là lần thứ hai rơi vào Đường Phụ Lân ở trên người, thời điểm này cái kia bóng người đã mạnh mẽ đánh vào Long Dược ở trên người, làm cho người ta giật mình một mảng xuất hiện. Long Dược như vậy thân thể khổng lồ ở trong nháy mắt này bắn ngược mà ra, bị đụng phải trực tiếp bay về phía thi đấu đài một đầu khác. Trên đài chủ tịch, ân tử hơi lắc người, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ra ở thi đấu ở trên đài, chặn lại một đạo kia đánh bay Long Dược bóng người. Người nào dám đến tinh la thành quấy rầy? Ân tử hai tay chắp ở sau lưng, cường thịnh vô cùng khí thế từ trên người của hắn lóe ra. Trong phút chốc, toàn bộ đài thi đấu này, hồn đạo vòng bảo vệ lúc này trong nháy mắt phá nát. Người kia trôi nổi ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn ân tử. Ở trong tay phải của hắn là một thanh dài đến 3 mét trọng kiếm, trọng kiếm toàn thân đỏ như máu, toàn thân hắn ra giải hiện ra quỷ dị màu vàng sẫm. Liền lạnh như vậy nhìn ân tử, khi thế ai trên dĩ nhiên không hề yếu. Ân tử trong lòng cả kinh, ở tinh la đại lục trên này hẳn là thực đến tên quỷ người một số, 98 cấp phong hào đấu la, tuyệt đối cường giả. Nhưng mà người trước mắt này đang đối mặt với hắn thời điểm khi thế nhưng không rơi xuống hạ phong, đây là cùng trò tu vi sao? Thái Lao ở Long Dược cước thứ nhất dẫm xuống thời điểm này cũng đã bay ra, nhưng mà người trước mắt này những là bước nhỏ đến, vì lẽ đó lúc này Thái Lao cũng đã đến đài thi đấu, vừa lúc ở trước người kia phía sau. Đến không phải người khác, chính là bản thể tổng tông chủ Mục Xã. Lúc này, xử lý các học viện chúng người cũng đã vọt tới thi đấu trùng quan đài. Nhưng mà thi đấu ở trên đài khí tức này thực sự là quá khủng bố, cho tới áp bách lực lượng bọn họ căn bản không cách nào tới gần. Cổ Nguyên song tay đang run rẩy, liền ngay cả mũi cũng đang run rẩy. Khi mà Long Dược một cưỡng sẫm xuống thời điểm, ở trong nháy mắt đó phảng phất cảm giác được trong lòng của chính mình có món đồ gì đó bị phá nát vậy. Hống một tiếng ở tiếng xa xa, Long Dương từ trên mặt đất bò lên, hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm. Điên cuồng hướng về Mục Xã phương hướng chạy vọt tới, trên người khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, xong xếp ở trước người thứ bốn hồn hoàn liền lé xoáng. Được rồi, ân từ trở tay một trưởng vỗ ra, một vệt kim quang từ trên trời sáng xuống, bao phủ ở Long Dược trên người, lại như là gồng xiềng giống như vậy, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Đây là thi đấu. Thái Lão lúc này bao hàm thành ngầm tức giận vang lên. Ân tử ở trên mặt mang theo áy náy sẽ nói, Long Dương đứa nhỏ này võ hồn một khi toàn lực sử dụng thì có khống chế không được khả năng. Hơn nữa, cá nhân tái này đều là thiên có giấy sinh tử, thực sự thật không tiến, cứu người trước đi. Mục Giã lạnh lùng nhìn hắn rồi nói, rất tốt, chỉ có hai chữ này tay phải hắn chém đi. Trong tay máu đỏ trọng kiếm này hóa thân thành một đạo hồng quang lặng yên không một tiếng động phá không biến mất. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Vũ Lân ở trên người. Tay phải lúc này để ở trên người của hắn, đơn giản kiểm tra một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn ôm lên. Lúc này Đường Vũ Lân đã không thể nào dùng khốc liệt để hình dung, trên người đấu khải đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa hóa thân thành hòa tan vào thân thể. Ngực của hắn sụp lún xuống dưới, hiển nhiên là xương ngực đã vỡ tan. Toàn thân vảy màu vàng kim nhưng không có rút đi, còn có ánh sáng như ẩn như hiện. Ở chung quanh thân thể của hắn tất cả đều là tung tóe máu tươi, không rõ sống chết. Mục Xã ôm lấy Đường Vũ Lân, lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía ân tử một chút, sau đó hóa thân thành một vật sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đài chủ tịch, đấu la đại lục toàn bộ đại biểu cho đoàn trưởng Đường Băng Diệu đã từ lâu đứng lên, nhìn về phía Đới Thiên Linh. Bệ hạ, tao nghĩ là cần một cái giải thích.
Biết rõ Long Dược Võ Hồn không cách nào khống chế được tình huống, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, tại sao không ngăn cản hắn hạ sát thủ? Ta không tin điểm này trọng tài không làm được. Đối thiên linh sắc mặt trầm ngưng, hắn cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, lông mày nhíu chặt. Chuyện này chúng ta hội nghị cho quý sứ đoàn một câu trả lời, ta cũng không nghĩ tới xảy ra trạng thái như vậy. Vừa nãy thời gian ngắn ngủi, chúng ta ứng biến không vui, đế quân hội dành cho chỗ tốt nhất chữa trị bệnh thủ đoán, trị liệu cho Đường Vũ lần tuyển thú. Khán giả cũng không có bởi vì chuyện này chẳng kết quả của cuộc so tài này mà hoan hô. Ai lấy đều thấy được, thời khắc cuối cùng Long Dược đã mất khống chế. Hắn chính là muốn giết chết Đường Vũ Lân, này đã không phải thi đấu mà là sinh tử tranh đấu. Thực lực mạnh đến đâu, lớn như bình thường không cách nào khống chế. Như vậy, đối với một cái quốc gia tới mà nói, cũng không phải cái gì chuyện may mắn, trái lại rất có thể mang đến tai nạn, đặc biệt là đối với sân thường mà nói. Vì lẽ đó, bọn họ nhìn Long Dược ánh mắt không giống như là xem một vị anh hùng, mà là chỉ có sợ hãi. Chúng ta làm sao bây giờ? Người kia hội dẫn đội lớn như vậy đi đâu? Ta giải vội vàng nói. Hắn cùng với Đường Vũ Lân cảm tình vô cùng tốt. Trong mọi người, bọn họ đã sớm nhất nhận thức được. Những năm gần đây, nếu như không phải Đường Vũ Lân giúp đỡ, hắn cũng đi không tới hôm nay. Cùng với thân thể như trước đang run rẩy, hai hàng nước mắt không bị khống chế theo hai gò má mà chảy xuôi xuống. Làng lúc này ở trong lòng đã là nòng rúa như tờ vò. Mọi người không nên hốt hoảng, người kia đều mang đi. Nên mang ý nghĩa rằng đội trưởng khẳng định không chết, còn có trị liệu cơ hội. Chúng ta hiện tại mù quáng đi tìm cũng không hiện ra. Trước tiên khách sạn chờ đợi đi. Và lúc này vẫn là Diệp Tình Lan đã là khá là tỉnh táo. Nguyên Lân Dạ Huy lúc này cũng gật đầu rồi nói, không sai. Vũ Lân lúc này không có việc gì, hắn năng lực kháng đòn mạnh như vậy, không có việc gì. Hứa Thương Ngôn lúc này khóc to một tiếng. Như thế nào đi nữa, bọn họ cũng đều thấy rõ, Đường Vũ Lân thân thể đã bị dẫm sụp đổ, trên đất còn có nhiều như vậy vết máu. Cô Nguyệt hàm răng khẩn yếu, xoay người chạy đi. Những người khác cũng vội vàng theo nàng, hướng về phương hướng xa đi xa chạy theo. Thái lão từ trên trời sáng xuống, sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa. Làng lúc này ở trong lòng thậm chí có một chút mờ mịt. Ta sai lầm rồi sao? Nếu như những hài tử này một mình đối mặt với tất cả những thứ này, ta sai lầm rồi sao? Một bóng người bay lượn ra đến bên cạnh hắn, thinh linh chính là Vũ Trường Không. Thái lão quay đầu lại nhìn về phía hắn, Vũ Trường Không ánh mắt so với bình thường càng thêm lạnh lẽo. Thái lão, ta mặc kệ đây là địa phương nào, cũng mặc kệ có phải là cái gì sứ đoàn thành viên. Nếu như Đường Vũ Lân chết rồi, ta nhất định là sẽ giết Long Dược. Bỏ lại câu nói này, hắn xoay người rời đi, thân hình bắn mạnh, độ nhanh vô cùng. Nguyên bản một hồi đặc sắc tuyển thủ lần thi đấu, đối với bất kỳ tình huống nào kết cục xuất hiện ra khổng lồ như vậy, đây là trước ai cũng không nghĩ tới. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả mọi người ở trong lòng đã chỉ có một cái hồi hộp, Đường Vũ Lân còn sống không? Thi đấu ở trên đài, ân tử khống chế, Long Dương đã dần dần tỉnh táo trở lại. Trước khi mà sinh quá cái gì hắn kỳ từng hết thảy đều rất rõ ràng, sắc mặt trầm ngưng, tự mình đi xuống dưới đài. Khán giả tâm tình không giống nhau, rõ ràng là thắng lợi, nhưng mà chân chính có cảm giác hưng phấn những người khác cũng không quá nhiều. Lão sư, song lực Long Dược tâm tình, thật sự một khi vận dụng võ hồn toàn lực ra tay nên không khống chế được sao? Đối thiên linh hướng về ân tử hỏi. Ân tử hiển nhiên rõ ràng là cái gì, thở dài một tiếng rồi nói. Ta vẫn ở thử nghiệm lỗ lực, giúp cho hắn khống chế lại tâm tính, nhưng sân Long Vương huyết thống mang đến vấn đề rất khó giải quyết, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta lúc này nhìn hắn, nếu như hắn không có thể khống chế được tâm tính, ta sẽ không dễ dàng để hắn rời đi học viện. Ây, thật là đáng tiếc, Đới Thiên Linh lúc này lắc lắc đầu. Lấy Đới Thiên Linh đối với ân tử hiểu rõ, làm sao không nhìn ra rằng thời khắc sống còn ân tử đã tới kịp ra tay, bởi vì hắn đối với Long Dược tuyệt đối đầy đủ hiểu rõ, kinh sợ thiên đường thế nhưng mà hắn cũng không có trách cứ ân tử, dù sao lão sư cũng là vì nghĩ cho đế quốc suy nghĩ. Đến với tĩnh thất, mục giã song trưởng tung bay, không cùng nhẹ nhàng đánh ra Đường Vũ Lân ở trên người, sắc mặt hết sức rõ ràng khó coi. Ở thi đấu trên đài, hắn liền đã là kiểm tra qua Đường Vũ Lân thân thể. Nếu như không phải là bởi vì Đường Vũ Lân còn có sinh cơ, hắn thật sẽ không đơn giản như vậy liền rời đi. Nhưng dù cho là hắn cũng chỉ là ôm chút hy vọng đem Đường Vũ Lân mang đi. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, Long Dực cỡ nào sức mạnh, không nói phía dưới công kích, cuối cùng cái kia một cước, coi như là một cái một tòa tiểu sơn đều là có thể săn bằng, huống chi là thân thể máu thịt, nhất định là trọng thương nội tạng. Đới quan nhân mục giá cũng không phải là đặc biệt am hiểu với trị liệu, nhưng hắn dù sao cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nếu như Đường Vũ Lân này một tia sinh cơ có thể duy trì được, hắn nhất định ít nhất phải trước tiên bảo đảm rằng hắn thoát khỏi nguy hiểm hiếu kỳ.
Sau đó lại là nghĩ cách ra vì hắn mà trị liệu. Nếu như là ở Đấu La Đại Lục ở trên này tốt rồi, xuống lại các học viện vị kia thánh linh Đấu La ở trị liệu phương diện tuyệt đối kể là đứng hàng đầu. Có nàng ở đây, Đường Vũ Lân sinh cơ có thể tăng cường mấy phần. Song trưởng dẫn dắt, cẩn thận từng ly từng tí một, đem cái kia từng cây gãy vỡ sừng côn dẫn dắt mà đến, để cho chúng nó khôi phục lại nguyên dạng, chỉ ít là ghép lại với nhau. Rất nhiều sừng côn cũng đã áp bách ở nội tạng ở bên trong, trong cơ thể kinh mạch đã càng ngày hoàn toàn hỗn loạn. Thương thế như vậy thực sự là nặng sao? Hơn nữa còn có mất máu quá nhiều, hắn không có tại chỗ tử vong đã là sức sống cực kỳ dồi dào. Thần vất vả thu hồi lại như thế một vị đại tử, nhưng mà đụng tới tình huống như vậy, Mục Dã trong lòng phảng phất ngột ngạt một ngọn núi lớn. Tận thế cầu sinh lục lượng, một khi Đường Vũ Lân không từng chữa trị bỏ mình, hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả hướng về Tinh La Đế Quốc, đặc biệt là quái vật học viện mà triển khai trả thù. Ồ, chính vào lúc này, đột nhiên Mục Dã phát hiện ra một cái kỳ dị tình huống. Đường Vũ Lân đứt rời xương cốt phần lớn hắn đều có khôi phục lại như cũ, chỉ có một ít xem dư vào nội tạng hắn cũng là không dám để dễ dàng đụng chạm, bởi vì loại này thường tới nội tạng thường thế, một khi xử lý không tốt rất khả năng sẽ ở trong nháy mắt này lệnh cho Đường Vũ Lân sức sống suy kiệt. Thế nhưng mà ở hắn đem cái xác xương cốt này ghép lại thật là sâu, khi mà hắn kinh ngạc phát hiện nhưng cái kia cắm ở Đường Vũ Lân lội thẳng ở bên trong xương cốt cùng một lớp trước trước so với giống như không có xuyên đến như vậy thật sâu hơn nữa, đơn giản tới mà nói lại như là lội tạng ở đem xương cốt cho bỏ ra như vậy. Cái cảm giác này hết sức kỳ lạ. Như vậy cũng được sao? Coi như chính mình cũng chỉ có thể đem lội tạng tu luyện tới thân thể bình thường mà thôi. Như này, nếu như vậy phải là thất hoàn tu vi trở lên. Nhưng hắn với tu vi gì? Đây là làm thế nào đến đây?